mùa đông như thế này thì có phải là dễ bị đột quỵ hơn phải không? Và nếu mà như vậy thì sẽ phải cần làm gì để phòng tránh vào cái mùa đông này, phải lưu ý hơn không? À, vâng, tôi rất là cảm ơn câu hỏi này. Thì chúng ta biết rằng là đối với thời tiết ở mùa đông ấy, thì chúng ta biết là thời tiết mùa đông lạnh, và đối với mùa đông khi thời tiết lạnh như vậy thì đối với cái ca mao mạch ở ngoại biên ấy thì sẽ co lại, và như vậy thì cái nguy cơ làm tăng huyết áp sẽ cao hơn nhiều. Chưa kể tới là ở mùa đông lạnh, ở một số người mặc áo không đủ ấm, và một số người có cái mong muốn là đi tập thể dục, đặc biệt là thể dục vào buổi sáng, trong thời tiết vào buổi sáng như vậy, cùng với thời tiết lạnh như vậy, thì cái nguy cơ có thể dẫn ra xảy ra đột quỵ hoàn toàn có thể xảy ra rất là cao. Do đó là một lời khuyên là thấy rằng là đối với người mà đó bị tăng huyết áp thì chúng ta biết là cần mặc áo đủ ấm, và đặc biệt là đi tập thể dục thì chúng ta tránh đi tập thể dục vào lúc sáng sớm, chúng ta nên thử tập vào buổi chiều, hoặc nếu tập vào buổi sáng thì sau 7:30 khi mà mặt trời đã có ánh nắng, để tránh khi mà cái nguy cơ có thể xảy ra đột quỵ. Đấy cũng là một cái điều mà rất nhiều đáng tiếc của một số bệnh nhân mà chúng ta lại không biết, chúng ta lại đi tập vào những lúc sáng sớm như vậy.